Xin chào tất cả anh em. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách kiểm tra cơ cấu chấp hành bobin đánh lửa trên động cơ xăng dựa trên thiết bị Esu Pro với phiên bản X-Pro 8008 nha. Và bây giờ anh em cùng quan sát cái việc mình kiểm tra cái bobin này như thế nào. Đầu tiên, anh em được biết là cái bobin này nó gồm có hai chân, bobin này gồm hai chân nha anh em. Thì dựa trên sơ đồ mạch điện của cái bobin này á, thì nó có một chân nguồn 12 cấp tới cho bobin và một chân còn lại là chân tín hiệu đưa về cho hộp ESU điều khiển. Ngoài ra trên buri là cần có mát, thì anh em cắm vào chân INJ3 mát. Thì trên sườn trên động cơ thì cái bobin này á, thì lấy mát ngay từ trên thân động cơ luôn nha anh em. Rồi sau khi mình đã đấu xong các tín hiệu rồi nguồn cấp cho cái bobin này rồi, thì bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác là test cái cơ cấu bobin đánh lửa này, và anh em cùng quan sát thao tác mình sử dụng thiết bị này. Đầu tiên anh em chọn vào chức năng test là kiểm tra actuator, sau đó anh em ấn enter. Tiếp theo anh em vào mục kiểm tra bobin thường, mục số 5, rồi mục số 5 kiểm tra bobin thường, anh em chọn vào mục số 5 cho mình nha. Sau đó anh em ấn enter và anh em bật nguồn cho thiết bị. Anh em có nghe thấy tiếng bobin đang hoạt động không? Và mình sẽ đưa cái bobin này sát lại để cho anh em nhìn thấy là cái tín hiệu của cái buri này đang đánh lửa. Anh em thấy không? Thấy tia lửa điện không? Và bây giờ mình sẽ thử thay đổi cái tốc độ phun của cái gọi là tốc độ đánh lửa này nha. Bây giờ anh em quan sát nào. Bây giờ mình sẽ thay đổi nè. Và anh em có thể thấy không? Khi mình thay đổi giá trị của tốc độ động cơ thì cái tốc độ đánh lửa cũng sẽ thay đổi. Và anh em thấy không? Rồi. Và từ cái việc là mình test được cái bobin này đánh lửa, rồi cái buri này nó đánh lửa cũng là đánh lửa luôn, tốt hay xấu, tốt hay dở, thì có thể giúp cho anh em trong việc là kiểm tra được buri có bị hư hỏng hay không, hay bobin này có đánh lửa hay không. Từ đó có thể giúp cho anh em trong việc kiểm tra các cái cơ cấu liên quan đến bobin, và có thể giúp cho anh em trong việc sửa chữa khi gặp những cái ban lỗi liên quan với việc là bỏ bobin. Thì anh em có thể thực hiện việc kiểm tra bobin, từ đó anh em có thể giải quyết được các ban bận một cách nhanh chóng, từ đó có thể giúp cho anh em trong việc là test lại các bobin trước khi lắp vô động cơ. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu anh em có câu hỏi hoặc thắc mắc nào về cái nội dung kiểm tra bobin đánh lửa này, có thể liên hệ qua bên mình để được hỗ trợ và được giải đáp. Xin cảm ơn anh em. Rồi, xin cảm ơn.